Sáng nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã triển khai tổng kiểm tra công tác phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiến hành kiểm tra việc ban hành thực hiện nội quy, quy định, quy trình về phòng cháy chữa cháy ở các cơ sở kinh doanh karaoke, công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy, kiểm tra các điều kiện kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy, việc bố trí thiết kế, trang trí và sử dụng biển quảng cáo, biển hiệu kinh doanh, hệ thống cách âm cùng các vật liệu dễ cháy khác ở các cơ sở kinh doanh karaoke theo quy định của pháp luật, công tác lập lưu giữ cập nhật hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định của Bộ Công an. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra ở 12 huyện thành phố, tiến hành kiểm tra thực tế điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn, chung cư cao tầng theo quy định của pháp luật đến ngày 15 tháng 12 năm 2016. Theo lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng, đây là đợt tổng kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đình chỉ các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế cháy nổ xảy ra, đảm bảo tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân, góp phần gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương. Thực tế, theo quy định hiện hành, thì thời gian đào tạo đại học tối thiểu là 4 năm, nhưng có